Bà chủ Thúy Nga lên tiếng trước tin Việt Hương bí mật nhận 500.000 USD quyên góp từ Mỹ. Nữ danh hài bị đồn đã nhận 500 USD từ Mỹ, nhưng tuyên bố không bao giờ kêu gọi quyên góp. Vừa qua tại Mỹ, các nghệ sĩ như Hồng Đào, Thanh Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Thanh Thảo, Hoài Tâm, Hà Thanh Xuân đã tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ để ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tổng số tiền chương trình thu về là 500.000 USD, hơn 11 tỷ đồng, được dùng để mua máy thở, lương thực cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc tại Mỹ gây quỹ ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, nhiều nguồn tin trên mạng xã hội gây xôn xao khi cho rằng nghệ sĩ Việt Hương đã bí mật nhận nguồn tiền từ thiện từ Mỹ, nhưng cô tuyên bố là bỏ tiền túi ra làm suốt nhiều tháng qua. Trước tin đồn, Marito, bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris, người trong ban tổ chức chương trình gây quỹ đã lên tiếng. Bà cho biết từng ngỏ ý cho bếp Việt Hương một số tiền để có thể chi phí duy trì bếp ăn từ thiện, giúp đỡ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Việt Hương đã không nhận số tiền giúp đỡ. Thay vào đó, nữ danh hài chỉ xin máy thở cho bệnh viện để cứu người. Marito, bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris, bác bỏ tin Việt Hương nhận tiền quyên góp từ Mỹ. Ngoài ra, bà Marito còn tung ảnh chụp tin nhắn trò chuyện với Việt Hương để chứng minh. Trong cuộc hội thoại, bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris ngỏ ý gửi tiền để cùng Việt Hương giúp đỡ người nghèo, nhưng nữ nghệ sĩ đã từ chối. Cô viết, dạ, em trân trọng trung tâm nghĩ đến em không nhận tiền, em chỉ gửi lời nhờ trung tâm mua trực tiếp máy thở cho bệnh viện được không chị? Trong suốt quá trình làm tự nguyện, Việt Hương cho biết cô không kêu gọi quyên góp mà chỉ nhận nhu yếu phẩm từ Mạnh Thường Quân. Mỗi tối, nữ nghệ sĩ đều công khai đầy đủ danh sách phát quà và số lượng nhu yếu phẩm nhập vào, phát ra để khán giả tiện theo dõi. Ngoài tài trợ lương thực, vợ chồng Việt Hương đã chi tiền tỷ mua 5 chiếc xe cứu thương trong một tháng để phục vụ miễn phí cho bà con. Trước đó, nữ danh hài cũng tặng xe cứu thương 3 tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền, kể cả nước ngoài. Việt Hương xin phép không nhận tiền, có nhiều làm nhiều. Trân trọng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã gửi gạo hay bất cứ nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men. Xin theo dõi danh sách để biết quà tới những đâu, Việt Hương từng chia sẻ. Việt Hương làm thiện nguyện nhiều tháng qua. Trong thông báo mới nhất, Việt Hương cho biết sau hơn 2 tháng cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân, vừa qua cô và các anh em trong nhóm sẽ ngừng hoạt động thiện nguyện. Mọi người ơi, hơn 2 tháng Hương và ekip đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương cũng như sức khỏe của ekip chính đã mệt và khó lòng gắng gượng được nữa. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm, nhưng Hương vẫn nhớ câu tiên trách kỹ, hậu trách nhân, mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn, không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau, Việt Hương chia sẻ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.